Đó là mấy cái gió mà ta đang xây lửa ở dưới đó, đúng không? Bây giờ là mình làm này nữa. Là ai mướn cho nó mướn, hay là mua mua. Ở trong này mình hoạt động lâu chưa chị? Ở trong này mình hoạt động lâu chưa? 2 năm rồi. Là bên đó là bên này là 4 nhân 4. 3 mét. Ở đây là mình mua thuê 50 năm á hả chị? Đúng rồi, thuê 50 năm. Có hợp đồng mua bán. Có hợp đồng mua bán rồi, có giấy tờ luôn. Là một cái điểm bán là ở từ góc bên này qua góc bên này. Đúng rồi. Là hai cái bên điểm này. Là hai nè. Lúc chị mua là hơn 300 triệu. Ừ. Và còn cái mấy mua, là cũng 60 mấy triệu là ba mặt bằng. Còn kế bên là chỉ có 8 triệu. Đây ngoài cái tiền mình mua ra thì mình cũng phải đóng thêm tiền điện. Chưa. Tại vì chưa trong hợp đồng chưa có. Chưa có xong cái chợ á. Chị nào hoàn thành cái chợ này chỉ xong rồi á là phải đóng. Coi như là chị bỏ ra hơn 300 triệu để lấy tiền bạc. Đúng rồi. Sau đó là đóng tiền điện. Mai mốt không? Người ta cho, tại vì trong cái hợp đồng nói này như là giảm bạc. Cái hợp đồng á, là tôi không nhớ rõ, nhưng trong hợp đồng là hôm mà mới mua thì là cho miễn phí 1-2 năm đầu, không gom tiền thuế tiền gì luôn. Nhưng mà sau khi bắt đầu ổn định xong xuôi rồi, phải ra 1 ký ốt là bao nhiêu tiền? Là tối anh ở đây anh coi chợ luôn. Đúng rồi, coi chợ luôn. Mấy chị là người ở đây luôn hay là không? Chị ở bên công ty vận hành, còn cô này ở đây, người ở Châu Thành, Thành Long. Còn chị là bên Châu Thành qua đây. Bánh với cây là coi như bánh hàng ngày. Đúng rồi. Vậy là chợ mình là gần như bánh hàng ngày luôn đó bạn. Chính xác, chợ mình bánh hàng ngày. Sáng ở đây mấy giờ họp chị? 4 giờ sáng, 2 giờ, 3 giờ mấy rồi? 2 giờ mấy rồi? Là... Heo thì chắc là lên thì mà đi lấy thì ta về, nó bán một tí rồi ta đem về, chợ này chợ kia ta bán đó. Người ta sang hàng về nó bán. 3 giờ mấy rồi, có đang có người này. Cái này mà mai mốt xây xong thì chắc có thể là chợ cũng quy hoạch lại nó đông hơn. Ở đây trái cây mình bán mình nhập ở đâu về chị? Nhập ở Long Hoa. Đây, một người thì ta đi thẳng thành phố về đây ta bỏ. Có lấy có nhập trái cây ở bên Cam qua không chị? Không. Vậy là chủ yếu là của mình ở trong nội địa với đúng Sài Gòn về. Đúng rồi. Thì là cái ấy là xây mấy cái nhót này là sao bao lẻ hả? Dạ, tụi em đang khảo sát bên đơn vị chủ đầu tư đang chuẩn bị cho bán. Cho nên là em xuống em khảo sát với lại là em cứ xem ra là tiềm năng nó như thế nào. Tại vì nó mình làm chắc mình cho người ta thuê thì chắc nó thuê á. Dạ. Hồi đó là nó cũng chợ trên nền chợ này luôn hả? Lúc mà nó xây á. Hồi đó là chợ khác đó xây cũng mấy chồng chồng thành xây thôi. Rồi em là mới xây lại 2 năm nay thôi. Rất nhiều. Cũng làm chợ đất này thôi. Còn hổm thì về đi ra ngoài kia bán chợ bạn hồi đó. Rồi ở đây xây xong rồi mới lên đây. Là lúc xây là cũng xây chợ bạn, sau đó mình ra chợ bạn bán mới xây xong về để làm. Em cảm ơn chị nha. Rồi.